Hương chào cả nhà, một buổi sáng mùa thu thật là đẹp trời nhé cả nhà. Tuyệt vời lắm cả nhà. Sau những cơn mưa giông bão lớn thì trời lại rất nắng đẹp luôn cả nhà. Nắng mùa thu thật là đẹp luôn cả nhà ơi. Sương đã tan. Sương sớm mai đã tan cho nên bầu trời lại trong xanh lại. Tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Bầu trời đã trong xanh lắm rồi. Lại thăm rừng hoa nha cô Hai Lạ, cô Hai Thương này, thơm lắm cả nhà, thơm lắm luôn. Hoa này là hoa lan quế là nó thơm ngào ngạt luôn cả nhà, thơm lắm là thơm luôn, thơm của hoa lan quế là thơm ngọt ngào như kiểu hoa nguyệt quế cô Hai có cả nhà. Chè trời ơi, chè lúng lính trước nặng luôn. Hỏi tại sao lại vào nhà cô Hai lại nước chè ngon mà thơm mà xanh ngát là đúng chứ. Chè đưa nặng đẹp như vậy đấy mà trồng trên đất đá đó, núi đá luôn đó cả nhà. Hoa cỏ rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Hoa cỏ này là phải lấy ở dòng suối rất xa đưa về đó cả nhà. Cái giống hoa cỏ này rất đẹp, rất là ưu điểm là cứ tưới rất là được lâu luôn cả nhà. Nó không có hương gì của mùi hoa mà nó chỉ là một bông hoa đơn thuần cỏ dài rồi đó, nhưng mà ai cũng thích đó cả nhà. Ai yêu núi rừng miền Tây xứ Nghệ đều thích cái hoa cỏ này đó cả nhà. Trời ơi, con Mickey này đó, ở mãi với nhà cô Hai bây giờ lớn. Trời trong xanh đẹp lắm cả nhà. Này ngắm vườn hoa nha cô Hai Thương, trời ơi. Này, chuẩn bị là nở thành một bó hoa luôn, bó hoa rực rỡ, chưa bung hoa mà đẹp vậy rồi đó, mà không có chăm cả nhà nhé, vì căn bản nó cùng nhà cô Hai Thương rất yêu hoa nhưng không có thời gian chăm, chỉ ngắm hoa được thì được thôi chứ không có thời gian chăm cả nhà. Đẹp chứ cả nhà, cái lạ to nặng trĩu. Trời ơi, này cả cục hoa luôn cả nhà ơi. Nó cuộn trong này luôn, nó cuộn cả cục hoa trong này luôn. Cô Hai Thương gỡ nó ra đây cả cục luôn, thôi để tự nhiên nó nở cũng được. Đẹp quá luôn cả nhà. Hoa tím xong có những lặng hoa vàng nữa cả nhà, đẹp lắm. Cái bụi hoa này thì để trong sương, trong để trong ấm u lấy ra mấy cạnh luôn cả nhà này. Ra mấy cạnh để đỡ treo lên. Hoa lan phường cả nhà này, đó, đến mùa hè là nó sẽ nở. Rất là đẹp, rất là tươi. Như cạnh phường luôn. Hoa lan nha cô Hai, để chắc phải treo lên thôi, nặng quá. Ôi trời ơi, nặng quá làm sao treo được. Nó cả hoa lan thì cả hoa lan quỷ đây, cả là hoa lan phường rồi lại cả sim đó cả nhà, cả sim rừng nó vướng cái hạt rồi bây giờ nó lên đây luôn, nặng quá không dính nổi luôn, chắc phải vài yến luôn nha, to gấp ba cái bụi hoa lan này, nặng quá luôn, không thể nào, phải để chờ nữa, chốc nữa có mấy anh học trò lớp 9 nâng đỡ dùm rồi đỡ cho treo cao lên trên này, cao tít trên này luôn, ôi cao tít trên này.
cung đường rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Cung đường nhà cô Hai ở rất là đẹp luôn, lên dốc xuống dốc, rồi là ta tưởng tượng là ngày xưa là chưa làm đường á, là lên đỉnh dốc rồi xuống dốc, xuống suối, xuống bên kia, xuống bên kia của cái núi là dòng suối, hiện nay vẫn còn dòng suối cả nhà nhé. Còn làm đường rồi cho nên không còn đỉnh dốc, chờ ngày xưa là đỉnh dốc phải nghỉ á. Các cô các dì đi chờ về hoặc đi đi nông trường quốc danh một năm về là phải nghỉ đỉnh dốc đó cả nhà. Nghỉ vô nhà cô Hai thường ăn mía, ăn khoai, ăn sẵn hay là nghỉ uống nước chẳng hạn. Ngày xưa ở vùng cô Hai ở hoang vắng mà. Nắng đẹp lắm cả nhà. Hoa búp búp cả này. Hoa trắng rừng bên này búp búp cả các cả nhà. Thích lắm. Đẹp lắm. Nắng to lên cả nhà ơi. Thơm lắm cả nhà. Thơm ngào ngạt luôn, hoa này thơm lắm cả nhà nhé. Hoa này ai nhà bạn nào, nhà ai mà có thì rất là thích luôn. Thì thơm nức nở luôn á, thơm lắm luôn. Thơm lắm. Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà.